thấy cái bây giờ các cái gian hàng người ta mới đang chuẩn bị rồi này. Mới vừa tháo mặt trắng. Tối hôm qua đây khu vực này rất là đông vui và tấp nập luôn. Không biết là tối ngày hôm nay tổng kết rồi có tại giờ là sớm quá, đây người thấy không? Rất ít luôn. Đây có cái background cho mình chụp hình. À quên, bảo ra đây giới thiệu mọi người một số cái điểm khác ở ngay dọc cái chợ ấy. Ở khu vực này mà quên mất. Ở khu vực này mọi người, đây này, ở dọc hai mấy cái cửa hàng này có mấy cái cửa tiệm mới, một này, hai này. Hai cửa tiệm mới được mở xong. Ở nhà này thì căn cửa hàng đồng hồ này cũng mới được sửa phía bên trong rồi. Tôi có hai ghé thấy đang mở cửa sửa phía bên trong. Khu vực này có vẻ là đang khá là tốt để chuẩn bị cái mặt tiền ở đây khá là đẹp rồi đấy. Thì mình cùng đi tiếp nhé. Và ở phía bên dưới, và ở phía bên dưới kia thì họ đang dựng ở một cái sân khấu khá là lớn. Dựng họ làm đêm luôn, còn ngày nắng họ không làm. Hôm qua hải đêm qua có ghé thấy họ đang làm. Ở bên này lễ hội ẩm thực thì giờ đang còn quá sớm để cho họ bày bán ít đó. Bây giờ bày bán là những cái đồ ăn sáng cũng như là bán kem thôi. Thế còn những cái đồ hải sản này chắc thì phải tầm khoảng trưa thì họ mới bán là nhiều. Lượng khách du lịch tới đây sáng nay cũng ít lắm, đúng không? Cái này tầm tối, tầm khoảng 8-9 giờ tối thì mới đông được. Nốt ngày hôm nay thì cũng hết rồi. Cái mặt bằng ở đây thuê cũng khá là đắt đấy mọi người. Một tuần hình như rơi vào khoảng mười mấy triệu á, phục vụ bán cho mấy ngày lễ hội. Cái một cái kiosk này này. Đây, có cái cửa hàng Minh Khương này. Mới vừa khai trương này, Black Friday giảm giá 70% luôn. Ở bên này có, bên này có cửa hàng này cũng mới khai trương luôn này. Thưa chị, tới đây mình có thể gửi xe ngay ở phía bên kia kìa, 10.000 một chiếc, không thì gửi bên trong này cũng được. Bên trong này thì có 5.000 một chiếc, hôm trước Hải có gửi vài lần rồi.
Thì mình cùng đi tiếp nhé, đi dọc đây, lộ Lê Lợi này. Khu này còn nhiều căn nhà cho thuê lắm, nên nhưng mà giá thì chắc cũng khá chát, rơi vào khoảng 300-400 triệu một tháng. Ở đây thì kinh doanh không biết là kinh doanh cái gì cho nó lấy lại được cái tiền nhà, chưa tính ra tiền nhân công thì thuê căn nhà này chi chít giấy dán này cho thuê. Đang bán cái đồ trang trí Noel cũng khá là đẹp này. Được cái là độc cái khu này chỉ có nhà này bán thôi. Còn cái căn này thì đêm nó rất là đẹp. Đêm đẹp tám an luôn á. Nó bật nhất cái góc này luôn. Mình thường đi qua cái chỗ Sài Gòn là Sài Gòn Square là sao thế nào, nhưng Hải thấy có vẻ là vắng khách quá. Bây giờ này đang còn sớm á, nên người ta cũng chưa ghé qua nhiều đây. Tại bây giờ là khách du lịch nước ngoài là nhiều. Hải thấy là Hàn ghé qua đây cũng rất là đông. Đấy là có bao nhiêu lượng này hút hết vào bên trong này. Ở bên này, để Hải quay cho mọi người xem bên cái chỗ Sài Gòn Central này, vắng tanh luôn. Ít khách cực kỳ luôn, nhìn là rất là vắng. Ngày thường khu này là tấp nập lắm, buôn bán khá là tấp nập, nhưng mà bây giờ vắng lắm này. Không biết là họ mới mở cửa hay là không biết vấn đề gì á, thấy là ít khách lắm. Mà bên chỗ này thì đông kín ấy, không biết là...
nãy đi sơ qua nó ít khách quá, chắc là mấy cái chỗ kia đang sale nhiều hơn cái chỗ này á, nên nhìn vắng, khoe khách không có mấy khách. Thì tôi Hải xin phép được dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn mình đã đón xem. Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần vui và hạnh phúc bên gia đình nhé. Hải xin phép được dừng video ở đây.